Bài thơ Lính Mà Em, tác giả Đức Ngô. Thân yêu tặng các anh lính và các chị vợ lính thời còn chiến tranh. Đau khổ nhưng hãy kiêu hãnh và mỉm cười. Diễn ngâm Mạnh Hùng. Phép anh chỉ có 5 ngày, đi đường đã mất 3 ngày rồi em. Nửa ngày chào hỏi đôi bên, nửa ngày lo sửa mái hiên trái nhà. Tối về bè bạn gần xa, qua thăm chia sẻ chuyện ra chiến trường. Ngồi chơi tới 1 giờ hơn, nghỉ ngơi một chút đã hơn 3 giờ. Em đi chợ sớm kẻo trưa, bán rau bán quả để mua con gà. Vội vàng cơm nước qua loa, đồng hồ đã điểm ngọ tàn tới. Các cụ bô lão tới mời, chiều nãy qua uống rượu xơi cơm mà. Gật gù chén bầy chén ba, hỏi thăm sức khỏe thằng Hà của chuyện sao dứt mãi chưa xong. Khi về em đã ngủ trong mơ màng, lệ rơi ướt đẫm khăn quàng. Thương em trao vội nhẹ nhàng nụ sáng ra dậy sớm khẩn trương, nấu vò cơm nếp dọc đường anh ăn. Ra vào rồi lại băn khoăn, ba lô con cóc anh chẳng kỹ chưa. Thôi nhanh ra bến cho vừa, không xe chạy mất không thừa thời gian. Đi đường nũng nịu thở than, em ơi linh thế là sáng nhất rồi.